Vâng, kính chào các quý bệnh nhân cũng như các bạn quan tâm. Hôm nay bác sĩ xin chia sẻ một bệnh lý rất là hay gặp ở nam giới lớn tuổi, đó là bệnh phì đại lành tính tuyến tiền liệt. Thì phì đại lành tính tuyến liệt còn có những tên gọi khác là u sơ tuyến tiền liệt hoặc là u phì đại tuyến tiền liệt. Nó biểu hiện đó là cái tuyến tiền liệt nó tăng sinh phát triển, tăng kích thước. Thì như các bạn có thể thấy trên video đó là cái tuyến liệt nó nằm giữa cái phần nối niệu đạo và bàng quang, nó nằm ngay ở cửa ngõ đường ra nước tiểu từ bàng quang ra. Khi mà nam giới càng lớn tuổi thì cái u này càng phát triển to lên và nó gây chèn ép vào niệu đạo, gây nên những triệu chứng đường tiểu dưới như tiểu khó, tiểu đêm nhiều lần rồi phải dặn tiểu nhiều. Thì cái bệnh lý tăng sinh lành tính tuyến liệt này thì theo như điều tra dịch tễ của giáo sư Trần Đức Huề năm 1995, ở 1.000 nam giới từ 40 tuổi trở lên thì có nhận thấy là ở nam giới lứa tuổi 50 tỷ lệ mắc là 50%, lứa tuổi 60 tỷ lệ mắc 60%, lứa tuổi 70 là 70% và lứa tuổi trên 80 là gần như 100%. Và u sơ lành tính tuyến liệt thì có thể gây nên những biến chứng như là bí đái cấp, nhiễm khuẩn niệu, sỏi bàng quang, túi thừa bàng quang, gây giãn niệu quản hoặc là giãn đại bể thận, rồi gây suy thận hoặc là gây tăng huyết áp. Vì vậy khi mà các bác có biểu hiện của bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt như tiểu đêm, tiểu khó thì các bạn cần phải khám bác sĩ chuyên khoa tiết niệu để các bác sĩ sẽ đánh giá một cách tổng thể cho các bác để đưa ra những cái lời khuyên làm sao cho nó tốt nhất cho sức khỏe của các bác. Thì khi bác sĩ tiếp cận một bệnh nhân tuyến tiền liệt thì việc thăm khám hỏi bệnh là rất quan trọng. Đầu tiên các bác sĩ sẽ phải đánh giá cái tình trạng lâm sàng dựa vào bảng điểm IPSS. Đây là cái bảng điểm quốc tế về cái đánh giá về triệu chứng đường tiểu dưới. Nó gồm có 7 nhóm câu hỏi để đánh giá về các cái triệu chứng đường tiểu, xem bệnh nhân có tiểu không hết, đi tiểu nhiều lần, rồi tiểu ngập ngừng, tiểu gấp, tiểu nhỏ giọt hay dặn tiểu đó, rồi số lần tiểu đêm. Thì các bác sĩ sẽ đánh giá cái mức độ dựa vào cái bảng điểm IPSS này. Tiếp theo đó là một cái vấn đề rất là quan trọng, đó là sau khi mà các bác sĩ hỏi bệnh xong thì cái vấn đề khám, các bác sĩ cần phải khám thăm trực tràng để sờ xem cái tuyến tiền liệt này nó to như thế nào, mật độ ra làm sao, mật độ cứng chắc hay là mềm và có nhân hay không. Kết hợp nó sẽ thăm khám vùng bẹn xem có khối thoát vị kèm theo hay không. Và sau khi thăm khám hỏi bệnh lâm sàng thì bác sĩ sẽ đưa ra những cái chỉ định cận lâm sàng và quan trọng nhất đó là siêu âm. Siêu âm thì sẽ khảo sát được cái tuyến tiền liệt xem là cái mật độ rồi cái độ lồi vào lòng bàng quang cũng như là khảo sát nước tiểu tồn dư. Và vấn đề nữa đó là xét nghiệm PSA, đây là cái xét nghiệm và đánh giá về cái ung thư tuyến tiền liệt. Những trường hợp mà bệnh nhân nghi ngờ có thể có ung thư tuyến tiền liệt thì bác sĩ sẽ cho chụp cộng hưởng từ tuyến tiền liệt. Và khi mà kết hợp với tất cả những cái dữ liệu hỏi bệnh, thăm khám lâm sàng thì bác sĩ sẽ đưa ra cái phác đồ điều trị, một là điều trị bằng thuốc, hai là can thiệp phẫu thuật. Thì phẫu thuật nội soi cắt u qua đường niệu đạo là cái biện pháp mà hay được sử dụng. Đó. Và có thể can thiệp bằng dao điện đơn cực, dao lưỡng cực hoặc là can thiệp bằng laser. Laser thì cũng có rất nhiều loại laser, laser thulium hoặc là laser homium để bóc trọn trọn vẹn cái tuyến tiền liệt. Và đây là cái hình ảnh mà bệnh nhân được phẫu thuật cắt u tuyến liệt qua đường niệu đạo. Các bạn có thể thấy đó là bác sĩ đang dùng cái dụng cụ gọi là cái ăng cắt để khơi thông cái phần niệu đạo, phần u tuyến liệt nó chèn vào cái đường tiểu niệu đạo đó. Đấy. Nó chúng tôi ví nó như là khai thông cống rãnh ấy, để cho cái đường tiểu, cái đường niệu đạo của bệnh nhân nó thông thoáng và bệnh nhân sẽ đi tiểu thoải mái hơn, đi tiểu không bị tiểu khó và không phải dặn tiểu nhiều nữa. Và đây là cái trường hợp mà bác sĩ phẫu thuật bằng dao điện lưỡng cực và có rất nhiều phương pháp khác cũng rất là tốt như cắt u bằng laser rồi cắt u bằng dao điện đơn cực. Đó. Và với những trường hợp bệnh nhân mà cần thiết phải can thiệp ngoại khoa thì giải quyết bằng các cái phương pháp này sẽ rất là tốt cho người bệnh. Vâng, xin cảm ơn.